theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 21 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thành phố Lai Châu mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ là từ 21 đến 29 độ. Độ ẩm từ 65% đến 96%. Huyện Mường Tè mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Huyện Sìn Hồ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Huyện Than Uyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Huyện Nậm Nhùn mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Huyện Tam Đường mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Tân Uyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Huyện Phong Thổ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%.